con nhá. Đây, em xúc đầu cọc lên ô tô đây. Các bác xem cho xin một like và đăng ký nhá. Xúc đầu cọc à. Giờ này công việc thay đổi liên tục rồi. Không còn ăn cầm nữa. Đầu cọc này ngắn thế này xúc nó nhanh hơn các bác nhá. Còn cái nào dài em mới kẹp thôi. Cái nào mà nó dài thì em mới phải kẹp. Còn ngắn ngắn này xúc cho nhanh. Nhiều quá nó rơi hết cả ra. Được 700 bác đăng ký rồi, cảm ơn 700, gần 700 bác đã đăng ký rồi em nha. Hình như là 680 bác thì phải. 680 bác đăng ký rồi. Làm video này cho nó vui thôi các bác ạ. Kiếm được tiền của ông Mỹ khó lắm. Thì em cứ đăng video lên cho các bác xem, các bác đăng ký kênh nhà em thích rồi. Đập lấy sắt được nhiều phết đấy các bác ạ. À, nhưng mà đây đập lấy hết rồi. Không biết đồng chí nào có cách gì cạnh lấy hết sắt rồi nhá, lấy hết đầu đai rồi nhá. Bây giờ nhìn thấy này, không còn một cái đầu đai nào luôn. Cạnh được gì thì cạnh được hết rồi này, mà không cần đập này. Giờ em đi phát hiện ra này, không còn một cái đầu đai nào. Cái đầu đai thì cống nhỏ, cái cọc nhỏ này được tầm 3 cân nữa mà cống to thì hơn. Đầu cọc to thì chắc được tầm 5 cân các bác nhá. Đầu cọc này nó bé thì chắc được tầm 3 cân hơn 3 cân thôi. Kết thúc video.